Chào mừng các em đã đến với kênh Lời Giải 2 com Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn các em soạn bài Thánh Gióng thuộc bài 1 Chủ đề là nghe lịch sử nước mình, trang số 19 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 thuộc bộ sách Trần Trời Sáng Tạo Các em biết không, Thánh Gióng là một trong những truyền thuyết tiêu biểu trong kho tàng truyện kể dân gian Việt Nam Nhân vật Gióng Tuy là kết quả của trí tưởng tượng dân gian, song phản ánh rõ nét truyền thống chống giặc ngoại xâm từ thời xa xưa của dân tộc Việt Nam. Sau đây, cô sẽ hướng dẫn các em trả lời các câu hỏi trong sách giáo khoa để tìm hiểu về truyền thuyết Thánh Gióng. Trước hết, ta đến với phần một lớn chuẩn bị đọc. Yêu cầu trong sách giáo khoa trang số 20. Em nghĩ thế nào về việc một cậu bé 3 tuổi bỗng nhiên trở thành tráng sĩ? Các em hãy suy nghĩ và nêu cảm nghĩ về sự kiện kỳ lạ này. Cô có thể gợi ý như sau. Việc một cậu bé 3 tuổi bỗng nhiên trở thành tráng sĩ là một việc kỳ lạ. Điều đó chứng tỏ đây là một con người phi thường. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với phần 2 lớn trải nghiệm cùng văn bản. Câu hỏi số 1. Sự ra đời và những biểu hiện khác thường của cậu bé dự báo việc sắp xảy ra như thế nào? Các em hãy thử hình dung sự việc sắp xảy ra đối với nhân vật khác thường này. Sự ra đời và những biểu hiện khác thường của cậu bé dự báo đây là một con người phi thường, có thể làm nên những việc lớn. Câu hỏi số 2. Từ chú bé được thay thế bằng từ tráng sĩ khi kể về thánh gióng, sự thay đổi này trong lối kể có ý nghĩa gì? Các em hãy tìm hiểu nghĩa của từ chú bé và tráng sĩ rồi chọn câu trả lời cho phù hợp với yêu cầu cô có thể gợi ý các em như sau. Từ chú bé, vốn chỉ những cậu bé con còn hồn nhiên và chưa nhận thức về cuộc sống. Còn từ tráng sĩ, dùng để chỉ những người có sức lực cường tráng, trí khí mạnh mẽ hay làm việc lớn. Sự thay đổi trong cách gọi thể hiện quan niệm của dân ta về mong ước có một người anh hùng đủ sức mạnh để đáp ứng nhiệm vụ dân tộc đặt ra trong hoàn cảnh cấp thiết. Sự lớn lên của gióng đã đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ cứu nước. Khi lịch sử đặt ra vấn đề sống còn, cấp bách, khi tình thế đòi hỏi dân tộc vươn lên một tầm vóc phi thường, thì dân tộc ta vụt lớn dậy như thánh gióng, tự mình thay đổi tư thế và tầm vóc của mình. Ta đến với câu hỏi số 3. Việc kể về những dấu tích đánh giặc của thánh gióng trong đoạn kết có ý nghĩa gì? Đối với yêu cầu trên, Kem hãy đọc lại những sự việc và chi tiết trong đoạn kết rồi suy nghĩ ý nghĩa của nó. Cô có thể gợi ý các em trả lời như sau. Việc kể về những dấu tích đánh giặc của thánh gióng trong đoạn kết có ý nghĩa, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào của nhân dân đối với thánh gióng, đồng thời cũng giải thích nguồn gốc các sự kiện, địa điểm lịch sử như đền thờ phù động thiên vương hay làng cháy. Chúng ta cùng đến với phần 3 suy ngẫm và phản hồi. Trước hết là câu hỏi số 1 liệt kê một số chi tiết kỳ ảo gắn liền với các sự việc sinh ra và lớn lên ra trận và chiến thắng bay về trời của nhân vật gióng đối với yêu cầu trên các em hãy đọc kỹ lại văn bản tìm các chi tiết để trả lời câu hỏi cô có thể gợi ý các em như sau trước hết là sự ra đời và lớn lên của gióng gióng được sinh ra một cách kỳ lạ bà mẹ ra đồng thấy một vết chân rất to Liên đặt bàn chân mình lên ướm thử xem thua kém bao nhiêu. Không ngờ về nhà bà thụ thai, 12 tháng sau sinh một cậu bé mặt mũi rất khôi ngô. Nhưng lạ thay, đứa trẻ cho đến khi lên bà vẫn không biết nói, không biết cười, cũng chẳng biết đi, cứ đặt đâu thì nằm đấy. Khi sứ giả đi tìm người tài giỏi cứu nước, giọng bỗng cất tiếng nói, mẹ ra mời sứ giả vào đây. Sau đó, giọng lớn nhanh như thổi, cơm ăn mấy cũng không biết no, áo vừa mặc xong đã căng đứt chỉ, bà con làng xóm phải góp gạo nuôi gióng. Thứ hai là gióng ra trận và chiến thắng. Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt. Tráng sĩ bước lên vỗ vào mông ngựa, ngựa hí dài mấy tiếng vang dội, tráng sĩ mặc áo giáp cầm roi nhảy lên mình ngựa, ngựa phun lửa tráng sĩ thúc ngựa phi thẳng đến nơi có giặc, đón đầu chúng, đánh hết lớp này đến lớp khác, giặc chết như dạ. Rồi sắt gãy, tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre cạnh đường quật vào giặc, giặc tan vỡ. Cuối cùng, gióng một mình một ngựa, lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bỏ lại rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay về trời. Ta đến với câu hỏi số 2. Nhân vật Gióng đã nói gì với mẹ và sứ giả khi biết tin nhà vua đang tìm người tài đánh giặc cứu nước? Theo em, vì sao khi nghe Gióng nói, sứ giả vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ? Các em hãy đọc kỹ lại đoạn văn, từ bấy giờ có giặc Ân đến xâm phạm bờ cõi nước ta, cho đến nhà vua truyền cho thợ ngày đêm làm gấp những vật mà chú bé dặn. Cô có thể gợi ý các em như sau. Khi Gióng nghe được lệnh sứ giả, Gióng đã nói với mẹ Mẹ ra mời sứ giả vào đây và nói với sứ giả, ông về tàu vua sắm cho ta một con ngựa sắt, một cái roi sắt và một tấm áo giáp sắt, ta sẽ phá ta lũ giặc này. Sứ giả kinh ngạc vì giống chỉ là một đứa trẻ đặt đầu nằm đó, nên ba không biết nói cười, mà nay khi nghe tin đất nước có giặc ngoại xâm bỗng cất lên tiếng nói. Đó là một sự việc kỳ lạ. Sứ giả mừng rỡ vì thế giặc mạnh, tình thế đất nước đang vô cùng cấp bách, Sứ giả đi khắp nơi để tìm người tài, mà nay đã gặp được người nhận nhiệm vụ cao cả này. Ta đến với câu hỏi số 3, văn bản trên đã sử dụng nhiều từ ngữ khác nhau để chỉ nhân vật gióng, em hãy liệt kê các từ ngữ ấy thành hai nhóm theo hai thời điểm trước và sau khi gióng vươn vai thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc. Các em hãy đọc lại văn bản, tìm các danh từ chỉ nhân vật gióng qua hai thời điểm trên để trả lời câu hỏi. Qua việc đọc văn bản, ta có thể thấy trước khi gióng trở thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc, tác giả dân gian đã sử dụng các danh từ để gọi gióng là cậu bé, đứa trẻ, đứa bé và chú bé. Sau khi gióng trở thành tráng sĩ để ra trận đánh giặc, tác giả dân gian lại sử dụng các từ như là tráng sĩ, phu động, thiên vương. Ta đến với câu hỏi số 4, từ kết quả liệt kê ở câu 3. Hãy cho biết từ ngữ nào được lặp lại nhiều lần nhất và việc lặp lại ấy có tác dụng thế nào? đối với yêu cầu trên, em hãy đọc lại văn bản và xem lặp lại danh từ nào nhiều lần nhất khi nói về nhân vật giống. qua việc đọc văn bản, ta có thể thấy từ ngữ được lặp lại nhiều lần nhất là từ "tráng sĩ" được tác giả dân gian lặp lại 7 lần. tác dụng là thể hiện quan niệm của nhân dân ta về người anh hùng phải khổng lồ về thể xác, sức lực phải cường tráng, trí khí mạnh mẽ và lập được những chiến công lớn. bên cạnh đó cũng thể hiện thái độ trân trọng ngợi ca đối với người anh hùng dân tộc. Câu hỏi số 5, nhân vật truyền thuyết thường xuất hiện nhằm thực hiện một nhiệm vụ lớn lao, nhiệm vụ của gióng là gì và quan trọng như thế nào? Các em hãy nhớ lại kiến thức truyền thuyết, xét xem Thánh Gióng có vai trò như thế nào đối với dân tộc trong thời điểm lúc bấy giờ. Ta có thể nhận thấy nhiệm vụ của gióng là đánh đuổi giặc ngoại xâm, cụ thể là giặc Ân xâm lược bảo vệ độc lập dân tộc để nhân dân ta có một cuộc sống ấm no và yên bình. Đây là nhiệm vụ rất quan trọng, mang tầm vóc quốc gia và ảnh hưởng đến toàn dân tộc. Tiếp đến là câu hỏi số 6. Theo một số bạn, chuyện thánh gióng lẽ ra nên kết thúc ở câu Đến đây, một mình một ngựa, tráng sĩ lên đỉnh núi, cởi giáp sắt bổ lại rồi cả người lẫn ngựa từ từ bay lên trời. Các bạn ấy cho rằng, phần văn bản sau câu văn này là không cần thiết, vì không còn gì hấp dẫn nữa, em có đồng ý như vậy không? Vì sao? Đối với yêu cầu trên, các em hãy thử bỏ những câu văn đó và xét xem văn bản có thay đổi gì không rồi đưa ra câu trả lời. Các em có thể trả lời như sau: Em không đồng ý với ý kiến trên, vì phần cuối truyện kể về những dấu tích của gióng còn để lại khiến cho câu chuyện hấp dẫn hơn. Đó là những di sản mà gióng để lại cho dân tộc ta đến ngày nay qua đó cũng thể hiện sự trân trọng, biết ơn, niềm tự hào và ước muốn của nhân dân ta về một người anh hùng cứu nước giúp dân, đúng như đạo lý uống nước nhớ nguồn mà ông cha ta đã dạy. Câu hỏi số 7 Sau khi đọc truyện Thánh Gióng, em có suy nghĩ gì về truyền thống yêu nước, chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta? Các em hãy suy nghĩ và viết lại bằng lời văn của mình cô có thể gợi ý các em trả lời như sau sau khi đọc truyện thánh gióng em thấy rằng đóng chính là hình ảnh tượng trưng của nhân dân ta của các thế hệ cha ông đi trước không ngẫu nhiên là một dân tộc bé nhỏ như đất nước ta đã bao phen giành độc lập từ tay các cường quốc trên thế giới đó phải nhờ vào sự đoàn kết và tinh thần yêu nước sôi sục của mỗi người dân khi dân tộc gặp cơn nguy biến thì tất thảy mọi người đều mang ý chí chiến đấu giành lại độc lập chi tiết gióng cất tiếng nói đầu tiên là đòi đánh giặc đã thể hiện lòng yêu nước luôn có sẵn ở mỗi người dân sau khi gióng gặp sứ giả ăn mấy cũng không đủ no thì nhân dân ta đã góp gạo nuôi gióng điều đó thể hiện tinh thần đoàn kết sự đồng lòng của cả dân tộc trong công cuộc chống giặc ngoại xâm gióng là hình tượng người anh hùng đầu tiên tiêu biểu cho lòng yêu nước cho ý thức đánh giặc cứu nước của nhân dân ta. Như vậy, cô vừa hướng dẫn các em hoàn thành bài soạn Thánh Gióng thuộc bài 1 Chủ đề lắng nghe lịch sử nước mình trang số 19 trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 thuộc bộ sách Trần Trời Sáng Tạo. Các em hãy truy cập vào trang lời giải hay.com để tham khảo nhiều bài giảng khác nhé. Chúc các em học tốt!